nhầm điểm thi. Sao tưởng gì có mỗi cái điểm thi thôi cũng nhầm sao được. Đấy là người thi nhiều lần nói thế, còn mình tất nhiên là mình hiểu tại của bạn rồi. Ski về chữ ki còn có lúc nghe nhầm thì việc nhầm địa điểm thi là có thể xảy ra, đúng không nào? Nào các bạn tân binh thi GLBT ơi, đừng vội bỏ qua, theo chân mình cùng nhau chuẩn bị hành trang trước ngày thi nha. Để không bị nhầm địa điểm thi thì tìm đúng điểm thi. Đây đây, để mình chỉ cho các bạn nhé. Let's go. Mỗi cấp độ thi GLBT lại có một địa điểm thi khác nhau. Tại khu vực miền Bắc, N1 và N2 thường sẽ được thi ở Đại học Hà Nội. N5, N4, N3 thường sẽ thi ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội các bạn nhé. Tại khu vực miền Trung thì sẽ có hai địa điểm thi ở Huế và Đà Nẵng. Và tại khu vực miền Nam thì sẽ có rất nhiều điểm thi ở các trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn. Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký mà địa điểm thi sẽ có ít nhiều sự thay đổi. Mình sẽ để link tra cứu ở phía dưới. Các bạn cập nhật thông tin tại đó nha. Rồi, giờ chúng mình sẽ khám phá hai địa điểm thi chính ở Hà Nội. Nơi mình đang đứng ở đây là Đại học Hà Nội, địa điểm thi N1 và N2. Nhanh tay lưu lại sơ đồ dễ thương này để hôm sau đỡ bỡ ngỡ nha mọi người. Thông tin chi tiết về số báo danh và sơ đồ phòng thi sẽ được dán tại điểm thi vào trước ngày thi. Tuy nhiên, các bạn có thể theo dõi Facebook khoa tiếng Nhật của các trường đại học để cập nhật thông tin nhanh và chính xác nhất nhé. Địa điểm tiếp theo là trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường tích hợp rất nhiều đại học, sơ đồ hơi rắc rối với các bạn lần đầu đến đây. Thường sẽ thi ở tòa A2, B2 và C1 nên các bạn lưu ý nhé. Tóm lại là các bạn cần lưu ý các vấn đề như tắc đường, cổng vào, lối gửi xe, sơ đồ phòng thi, số báo danh, nhà vệ sinh. Tại điểm thi sẽ luôn có các bạn tình nguyện viên hỗ trợ nên mọi người đừng ngại và hãy mở lời để nhờ giúp đỡ khi cần nhé. Chẳng những thế, còn có Dũng Mori chúng mình sẽ đứng ở đây và gửi tới các bạn những món quà nhỏ để tiếp động lực như thế này nè. Chưa hết nha, biết đâu các bạn còn gặp các chuyên xe của Dũng Mori nữa. Nhân đây thì khi các bạn đi thi cần mang theo đầu tiên đấy là giấy tờ tùy thân có gắn ảnh, ví dụ như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ học sinh hoặc giấy khai sinh có công chứng đối với những thí sinh không có căn cước công dân hay những giấy tờ nêu trên. Thứ hai đấy là bút chì 2B, tẩy chì. Thứ ba là phiếu dự thi đã nhận qua bưu điện, trường hợp chưa nhận được có thể nhận tại phòng thi trước giờ thi hoặc chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Chú ý không được sử dụng các phương tiện thu phát truyền tin, di động, đồng hồ thông minh. Cực kỳ quan trọng luôn, đấy là ngày thi chúng mình sẽ thi vào chủ nhật ngày 3/12/2023 mọi người nhé. Nhớ xác nhận kỹ trước đó thời gian, địa điểm thi để yên tâm cho một ngày thi toàn thắng nha mọi người. Thời gian tới ngày thi không còn nhiều nữa, ghé dũngmori.com để cùng thầy Dũng và cô Thanh chạy nước rút cho những ngày cuối cùng thôi nào. Dũng Mori chúng mình sẽ luôn sát cánh và chiến đấu cùng các bạn.